Chúng ta cùng nhau đến với đề kiểm tra khả xuất lượng khóa 2K7 tuần 1 tháng 9 chúng ta có dạng 1 câu hỏi trắc nghiệm 4 phương lựa chọn. Câu 1 trong hệ gian độ Oxyz góc giữa hai trục Ox và Oz thì bằng bao nhiêu? Được chưa? Góc giữa hai trục Ox và Oz thì đương nhiên góc giữa trục Ox và Oz bằng bao nhiêu? Bằng 90 độ. Đây là hai trục tọa độ thì góc giữa hai trục tọa độ thì đều bằng 90 độ. Ox, Oy, Oz thì đôi một góc giữa chúng thì bằng 90 độ thôi. Không có gì phải suy nghĩ cả nhá. Đấy là câu số 1. Mình đến với câu số 2 nào. Câu số 2, đường tiệm cận ngang của đồ thị hàm số này là đường thẳng có phương trình là gì? Thì đường tiệm cận ngang của đồ thị hàm số y bằng ax cộng b trên c cộng d là đường thẳng có phương trình là y bằng a phần c. Ở đây các em nên viết lại nó dưới dạng là y của chúng ta bằng 3x trừ 2 trên âm hai x cộng 1. Thì đường thẳng này có phương trình là y bằng âm 3 phần 2 thôi. Đáp án là đáp án B. Những câu đầu tiên thì nó thường thường là những câu rất là đơn giản. Nó không khó khăn gì cả. Câu 3, trong cô giáo nói cái Z cho điểm A có tốc độ 1 2 3 thì cao độ của vectơ AO là gì? Các em thấy là vectơ AO lấy O trừ đi A đúng không? Thì các em nhớ là âm -1, âm -2, âm -3 nhá. Nên cao độ, cao độ thì các em nhìn vào cái cái Z này này, nó là âm -3. Các em chọn phương D, nhớ chưa? Được chưa? À, chọn phần D cho thầy. Nào tiếp theo là câu số 4. Câu số 4 có hỏi các em là mệnh đề nào sau đây là đúng khi mà các em có được đồ thị hàm số Fx xác định và liên tục trên đoạn âm 2 đến 2 của đồ thị như vậy. Thì các em thấy là cái min của hàm số fx khi mà xét trên đoạn từ trừ 2 đến 2 thì bằng âm 2. Đây là 2 là sai rồi. Ok, bằng 0 cũng là sai rồi. Khi mà xét thì nó bằng âm 2 cơ, và âm 1 cũng là sai rồi. Còn mỗi phương án C là đúng thôi. Nên câu này rất dễ, các em chọn phương án là phương án gì? À, phương án C luôn nhá, phương án C luôn. Ừ. Tiếp theo là câu số bộ 5 này. Cho các nói z cho vectơ u vectơ v thì tính tích vô hướng của hai vectơ là vectơ u nhân vectơ v, được chưa? Thì các em thấy là U nhân V các em dùng công thức thôi. À hoành độ nhân hoành độ là 1 nhân 11 này. Xong cộng với 11 nhân với âm -1 này, xong cộng với đây là âm -1 nhân với nhân với 0. Thì cái này bằng bao nhiêu? Bằng 11 trừ đi 11 cộng với 0 thì đương nhiên rồi, bằng 0. Như vậy câu 5 các em chọn vừa nó vừa B. Nhớ chưa nhỉ? Nhớ chưa nhỉ? Rồi, tiếp theo là câu 6 này. Hàm số nào cho các hàm số sau đây nghịch biến trên R? Đó, Chữ nghịch này thì viết thiếu dấu chữ dấu H à. Đây nghịch biến trên R nhá các em nhá. Nghịch biến trên R. Ok, thêm cho thầy cái chữ H vào đây nhé Nghịch biến trên R Rồi, thì hàm số nào? Thì trước hết nó phải là một hàm số xác định trên R đã Và xác định trên R thì nó không thể là phương án C được C thì có cô tăng X thì không được rồi Được chưa? À, thứ hai nữa, Y X mũ 3 thì nó đồng biến trên R Các em loại phương án D đi Cái này thì nó cũng không xác định trên R Tại X bằng không nó không xác định nên loại phương án A đi Ở đây các em thấy là Y bằng 2 mũ chữ X Là một hàm số nghịch biến trên R Các em có thể tính đạo hàm ra à, Đạo hàm thì bằng 2 mũ chữ X nhân với nen 2 nhân với âm 1 thì nó là một hàm số y' phải nó âm với mọi x 0 đúng không? Nó nó nghịch biến chứ rồi, rất dễ. Ừ. Câu số 7. Đạo hàm của hàm số này trên khoảng từ 0 đến vô cùng là gì? Thì đương nhiên rồi, các em tính y' phải ra. Y phải x mũ alpha thì y' 3/2 nhân x mũ 3/2 trừ đi 1 thì bằng 3/2 nhân x mũ 1/2, được chưa? Và cái này đương nhiên rồi nó là 3/2 nhân với căn bậc 2 của x. x mũ 1/2 là căn bậc 2 của x nên các em chọn phương án ở phương án A. Để bài yêu cầu các em tính đạo hàm nha các em nhé Thì các em tính đạo hàm ra thôi, rất đơn giản, đúng không? Nào câu số 8 Câu số 8 chúng ta có bài toán như sau Cho hàm số y bằng 2x mũ 3 cộng b bình phương cộng x cộng d có đồ thị như hình vẽ Đây là đồ thị này Thì bệnh này nào sau đây là đúng Đầu tiên là A Thì A đương nhiên nó phải dương Chứ làm gì có chuyện A âm Các em nhìn này A dương Tại vì x tiến lên dương vô cùng Thì fx tiến lên dương vô cùng Nên A dương Nên cái A âm là sai rồi Thứ hai là liên quan đến cái giá trị D Thì các em thấy là À À, đồ thị hàm số này cắt trục tung tại điểm có tung độ bằng 0. Nên y tại 0 bằng 0. y tại 0 bằng 0. Thì các em có d bằng 0, như vậy d khác 0 cũng là sai rồi. Còn mỗi phương án B hoặc là phương án C mà thôi. Thì muốn biết B và C cái dấu của nó thì tốt nhất là các em tính đạo hàm ra. Ta xét cho thầy cái y'. Phải. y' nó bằng 3x bình phương cộng với 2bx cộng c. Các bạn thấy là y' phải bằng 0 có hai nghiệm phân biệt là x bằng -1 và x bằng 1. Đúng không? Được chưa? Nên x1 bằng âm 1 và x2 bằng 1. Tổng hai nghiệm x1 cộng với x2 bằng âm b phần a. Theo định lý viết. Được chưa? Và cái này bằng mấy bằng 0. Nên từ đấy ta suy ra b bằng 0. B bằng 0 thì phần C là phần đúng. Đó, còn tích hai nghiệm nếu mà các em muốn so sánh cái C ấy, thì tích hai nghiệm x1 nhân x2 bằng C phần C phần 3. C phần 3 thì x mũ hai nghiệm bằng âm 1. Nên ta suy ra C âm nhưng không phải C dương đâu. Nên bài này thì có mỗi phần C đúng thôi, là B bằng 0. Thực ra nếu mà bạn nào mà có tư duy giải toán nhanh và luyện tập nhiều ấy thì các bạn phát hiện ra ngay được cái hàm số này là hàm số có dạng là y bằng x mũ 3 trừ đi 3x. Đấy là bạn nào là nhanh thôi, còn tất nhiên là không phải lúc bạn nào cũng nhanh được như vậy. Thì không sao cả, bạn nào mà chậm hơn thì mình cứ tính bình thường ra, dần dần cũng sẽ ra và đần... và kem luyện tập nhiều thì em cũng sẽ quen dần và kem nhanh dần. Câu số 9 này. <laughs> Tiếp tuyến của đường cong C có phương trình là y bằng 2 cộng 1 trên x 1 tại điểm M có tọa độ là 2 5 cắt các trục tọa độ OXOZ lần lượt tại A và B tính diện tích tam giác OAB được chưa? Tiếp tuyến tại điểm M có hoành độ x bằng 2 y bằng 5 đúng rồi. Ở điểm M thuộc đồ thị hàm số C này. Thì tiếp tuyến của đồ thị hàm số thì cái phương trình của chúng ta là gì? Phương trình tiếp tuyến tại điểm có hoành độ x0 là gì? y bằng f phẩy tại x0 nhân với x trừ x0 cộng với f tại tại x0. Đây là phương trình tiếp tuyến của đồ thị hàm số y và x tại điểm có hoành độ x0 nhá. Quay trở lại với bài toán thì các em xét về cái y phẩy Y phải bằng gì tích chéo là âm 2 trừ đi 1 là bằng âm 3 trên x trừ 1 tất cả bình phương. Nên hệ số góc của tiếp tuyến là gì? Là y phải tại 2 thì bằng âm 3. Được chưa? Vậy phương trình tiếp tuyến là gì? Áp dụng vào đây. Đó là y bằng y phải tại 2 nhân x trừ 2 cộng với y tại 2, y tại 2 đương nhiên bằng 5. Được chưa? Hay nói cách khác phương trình tiếp tuyến là y bằng âm 3x này. Đây cộng 11. Đúng không? Đây cộng 6 cộng 5 là cộng 11. Như vậy thì nó cắt trục hoành và cắt trục tung Thì bây giờ các em để ý này Cái đường này cắt trục hoành Đối với một đường thẳng cắt trục hoành thì các em cho Các em cho tung độ bằng 0 nhá Ok nhá Cho y bằng 0 Thì x bằng mấy X bằng 11 phần 3 Như vậy là cắt trục hoành Là tại điểm A có tốc độ 11 phần 3 0 Và các em biết được OA bằng 11 phần 3 Đối với cắt trục tung các em cho x bằng 0 Thì y bằng mấy Y bằng 11 như vậy cái điểm B của chúng ta có tọa độ 0 11 nên OB của chúng ta bằng 11. Và đương nhiên là tam giác OAB là một tam giác vuông tại mấy? Tại O đúng không? OAB. Như vậy thì cái diện tích của tam giác này các em tính bằng cách nào? Diện tích S của chúng ta bằng gì? Các em học rồi nhá. Ok, thì từ đó các em sẽ có được cái diện tích của tam giác OAB được xác định bởi công thức là 1 phần 2 của OA nhân OB thì bằng 1 phần 2 của OA là 11 phần 3 này OB là 11 này và đáp án của chúng ta sẽ là 121 phần phần 6. 121 phần 6 thì các em chọn phương án là phương án A. Bài toán giải quyết với phương án lựa chọn là 121 phần 6 nhá. Câu số 10. Cho cô ta nói y z cho điểm A biết rồi, điểm B biết rồi và điểm C biết rồi. Điểm D thỏa mãn là ABCD là một hình bì hành. Thì khi đó ID được bao nhiêu? Câu này thì cũng khá là nhẹ nhàng thôi. Ở đây các em có được điểm D thỏa mãn ABCD là hình bị hành đúng không? Thì đây, các em có được A B, C, D là mình bình hành thì Tính chất của hình bị hành là gì Hai đường chéo nó sẽ cắt nhau tại trung điểm của mỗi đường Các em giả sử Y nó là giao điểm của hai đường chéo đi Thì Y sẽ là trung điểm của AC và Y là trung điểm của BD Các em biết được một điều là như này nhỉ IA cộng IC Thì bằng hai lần tung độ điểm Y IB cộng với ID Thì cũng bằng hai lần tung độ điểm Y Như vậy để bài hỏi ID Thì tổng bốn này bằng nhau Thì ta sẽ có được ID bằng gì ID bằng IA cộng IC trừ I, IB. Một cách tổng quát nếu mà tìm hoành độ, tìm tung độ, tìm cao độ thì các em cứ lấy điểm D ấy, thì các em lấy A cộng C xong trừ đi B là xong. Được chưa? Thì cái giá trị này bằng gì? Bằng 2 này, IA là 2 này, IC là 3 này. Trừ đi ID, IB là âm 1 này. Như vậy cái này bằng dương 6. Dương 6 thì các em chọn phương án D là xong. Nhá. Dương 6 thì các em chọn phương án D là xong. Như vậy đáp án của chúng ta sẽ là bằng bao nhiêu? Uh, chọn D. Được chưa nhỉ? Rồi, thấy tiếp tục đến với câu số 11 nhá. Câu 11 cho nó có bài toán như sau, các lớp chú ý này. Cho hàm số y bằng fx liên tục trên đoạn từ 1 đến 3, à từ âm 1 đến 3 xin lỗi các bạn. Và cái đồ thị nhìn vẽ bên thì giá trị lớn nhất của hàm số gx bằng cái này là gì? Thì câu hỏi bài toán liên quan đến min mắc của hàm số này. Thì cũng bình thường thôi. Các bạn chú ý này, để mà các em giải quyết những bài toán này các em cứ mở dần từ trong ra ngoài. Các em mở từ trong ra ngoài, cụ thể là như này nhá. Cái trị đối với code x này này thì chúng ta biết được nó thuộc cái đoạn từ 0 đến 1 với mọi x thuộc r cái tập giá trị của cái hàm số là y bằng trị đối cố đích nó thuộc cái tập thuộc cái đoạn từ 0 đến 1. Các em nhớ là cố đích thì thuộc cái đoạn từ 1 đến 1 nên trị đối cố đích thì thuộc cái đoạn từ 0 đến 1. Nên ta sẽ có được 3 lần trị đối cố đích mà trừ đi 1 này, lưu ý này. Đó. Thôi viết từ từ nhá, thuộc đoạn từ 0 đến 3. Nên ta sẽ có được 3 lần trị đối cố đích xong trừ đi 1 nó sẽ thuộc cái đoạn từ âm -1 cho đến cho đến 2. Được chưa? Âm -1 cho đến 2, âm -1 đến 2 đây. Thì khi đó cái hàm số gx là đề bài yêu cầu các em giải quyết vấn đề là mắc của anh gx thì nó chính là mắc của cái anh hàm số là gì hàm số fx khi mà chúng ta xét x thuộc cái đoạn từ âm một cho đến 2 đây thì cái giá trị thuộc đoạn âm một đến hai nó là ở đây cái hàm số đây âm một đến hai các em nhìn này âm một đến hai đây thôi nhá các em chỉ xét nguyên cái đoạn âm một đến hai thôi thì mắc của nó bằng hai đúng cả lớp nhá và bằng bằng hai nên đáp án là đáp án b câu này cẩn thận nhá các em nhá câu này cẩn thận không bị lừa đấy cẩn thận hết sức cẩn thận câu này không bị lừa Câu này không khó đâu nhưng mà cũng là một cái câu mà nếu mà các em không cẩn thận thì cũng rất rất là dễ để các em có thể làm sai nhá. Rồi, câu tiếp theo là câu số 12. Câu số 12 cho nó có bài toán như sau. Cho hàm số y bằng f(x), hàm số f(x) có đạo hàm trên R, đồng biến trên khoảng từ 0 đến dương vô cùng và nghịch biến trong khoảng từ âm vô cùng đến không. Biết f(x) nhận giá trị dương trên R, số điểm cực trị của hàm số này là gì? Bài này thầy sẽ đưa cho các em hai cách. Cách số 1 đó là cách tự luận. Được chưa? Cách tư luận là sao? Các em hiểu được là cái hàm số fx có đạo hàm trên R Mà các em có được là fx đồng biến trong khoảng từ 0 đến dương vô cùng 0 đến dương vô cùng thì nó đồng biến đi lên đó và nó nghịch biến trong khoảng từ âm vô cùng đến không tức là đây nó nghịch biến đi xuống và đề bài bảo là fx nhận giá trị dương dương trên r tức là cái giá trị giá trị này là một giá trị giá trị dương được chưa nó là một giá trị lớn không thì đề bài yêu cầu các em xác định số điểm cực trị của hàm số là y bằng x bình phương nhân fx rồi, thế thì bây giờ này. Bây giờ để bài yêu cầu các em xác định này, các em xét cho thầy y phẩy. Nào, y phẩy bằng gì? Y phẩy bằng đạo hàm của số thứ nhất nhân số thứ hai cộng với đạo hàm của số thứ hai nhân số thứ nhất. Đúng không? được chưa? Ok nhá. Thì bằng gì đây? Bằng gì đây? Bằng gì đây? Bằng x nhân với đây là 2fx cộng với x nhân f phải x các bạn để ý một điều như này nhé Cái ông fx này thì luôn nhận giá trị dương trên r rồi Còn cái ông x nhân f'x này Thì khi x âm thì f' nó cũng âm Mà khi x dương thì f' nó cũng dương Đây nhá thầy sẽ nói ra thêm một cái dòng nữa Đó, thầy sẽ nói ra thêm một dòng nữa Gọi là dòng f' đi Đó, để các em nhìn thấu được tâm can của cái hàm số này Đó, đó, nó sẽ dương đây Nó sẽ âm đây, vì fx có đạo hàm f' bằng 0 tại đây đúng không? Đấy, F phải x nhá. Đó, nó đồng biến nghịch biến này. Thế nên khi mà x dương thì F phẩy mang dấu dương và khi x âm thì F mang dấu âm. Nên ở đây các em có một nhận xét nho nhỏ này. Dựa vào cái bảng biến thiên các em có một cái nhận xét nho nhỏ như này. Đó là x nhân F x tức là x và F phải x luôn cùng dấu. X dương F phẩy dương, x âm F âm. Nên x F x lớn bằng 0 với mọi x thuộc R. Từ đó ta sẽ có được 2 Fx cộng x nhân F phải x lớn hơn 0 với mọi x thuộc r đơn giản là đề bài cho fx nhận giá trị dương trên r thôi nhá yeah. ok vậy nên y phải đổi dấu đúng một lần qua x mà không qua gì qua x bằng không nhá yeah. nên số điểm cực trị của hàm số này là một hàm số này có đúng một điểm cực trị <laughs> thì đây cũng là một cái cách mà thầy nghĩ nó khá là cơ bản Nó không không khó khăn gì cả ừ. Thầy nói thêm cách số 2 nhá Thầy nói thêm cách số 2 Cách 2 chúng ta gọi là cách trắc nghiệm đi Cách 2 gọi là cách trắc nghiệm đi nhá. Thì cách trắc nghiệm là như này ừ. Con đường mà chúng ta có thể đi theo hướng trắc nghiệm là như này Đó là các em chỉ cần chọn một cái hàm số Fx mà thỏa mãn cái bảng biến thiên này là được, được ta chọn luôn một cái hàm số rõ ràng bài này mang tính chất khá là tổng quát người ta yêu cầu các em là hàm số fx chỉ cần thỏa mãn điều kiện này thôi và người ta yêu cầu các em tìm số điểm quy trị hàm số này các em chỉ cần chọn hàm số fx nó thỏa mãn thì ở đây các em thấy ngay hàm số fx bằng x bình phương cộng 1 hoặc hàm số fx bằng x bình phương cũng được nó là một hàm số thỏa mãn ở đây các em có thể chọn các em có thể chọn hàm số fx của chúng ta bằng x bình phương cộng 1 đi thỏa mãn ta suy ra hàm số Y bằng x bình phương nhân fx Thì bằng x bình phương nhân với x bình phương cộng 1 Thậm chí là các em muốn làm đơn giản hơn Các em chọn luôn hàm số fx bằng x bình phương nhá Được chưa? Ok nhá Thì nó có một điểm cực trị Thì thầy nghĩ là cách số 2 cũng khá là ổn Cho những bạn nào mà muốn làm nhanh Câu 13 Đây là câu hỏi trắc nghiệm đúng sai các em nhá Cho con dao nó ghi z cho điểm A và điểm B Điểm B nó phụ thuộc vào tham số C này Rồi Câu A nhỏ AB lớn bằng 73 với mọi giá trị của C là đúng hay sai Thì cái này các em thấy là như này Đối với câu A này Độ dài AB là bằng căn bằng 2 của hoành độ trừ hoành độ Nó là âm 3 đúng không Bình phương cộng với tung độ trừ cung độ âm 8 Bình phương cộng với C trừ 2 tất cả bình phương Cái này bằng căn của 73 Cộng với C trừ 2 tất cả bình phương Thì cái này nó không phải lớn bằng 73 đâu Mà nếu mà chính xác ra ấy Nó phải lớn bằng căn 73 do bằng sẽ A khi C bằng 2 nên nếu mà đây là căn 73 thì đúng Nhưng nếu mà 73 thì nó là sai Sang câu B nhé Nếu C dương Thì A và B nằm cùng phía so với mặt phẳng OXY Các em lưu ý là đây là mặt phẳng OXY này Coi như các em chưa học về phương trình mặt phẳng gì cả Được chưa Thì tất cả những điểm Mà có cao độ dương có cao độ dương C dương thì cao độ của C dương Cao độ của B dương và cao độ của A cũng dương thì rõ ràng những điểm có cao độ dương thì kem giống như kiểu mặt phẳng ói kem tưởng tượng nó giống như kiểu mặt đất nó giống kiểu mặt đất này nó giống kiểu mặt đất này được chưa và kem tưởng tượng kem xây cái nhà ở trên mặt đất này thì nếu như cái cao độ mà âm ấy thì nằm ở dưới móng nằm ở dưới móng hoặc nằm dưới hầm hoặc là nằm ở dưới nòng đất kem tưởng tượng như vậy được chưa? Còn nếu mà cả cao độ dương ấy nó kiểu nằm trong mái nhà hoặc là trên trần nhà hoặc là có thể cao hơn nữa là trên cành cây hoặc là trên máy bay. Đó các bạn hiểu hiểu như vậy nhá. Những cái điểm mà cao độ dương ấy thì những điểm đấy nếu mà so và sánh với mặt đất ấy thì các em tưởng tượng nó nằm bên trên. Và những điểm mà cao độ âm ấy thì nó nằm bên dưới các em tưởng tượng như vậy đi cho nó dễ tưởng tượng. Được chưa? Đó đấy là cái 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 hệ trục tọa độ mà các em đã học rồi. Đó nếu mà các em coi cái mặt phẳng đi là mặt đất Đấy, ví dụ các em xây nhà ấy, phải đào móng đào móng thì các em phải đào sâu dưới thì lúc ấy cao độ của những điểm nằm dưới móng thì nó âm còn lúc nào mà các em thấy trên mái nhà ấy, thì cao độ nó dương các em tưởng tượng như thế cho nó dễ hình dung nhá thì rõ ràng là cao độ nó cùng dương thì nó cùng nằm ở trên phía mặt đất thì nó sẽ cùng phiếu so với mặt phẳng ghi trừ khi có một cái cao độ âm một cái cao độ dương cơ nên câu này là hoàn toàn chính xác được chưa ok câu này là hoàn toàn chính xác nhá cùng cùng phía thì rất là đơn giản thôi nhá ok <laughs> Tiếp tục này Câu C tồn tại C để OAB thẳng hàng Thế nói lại nhá Tồn tại C để OAB thẳng hàng Thì bây giờ các em để ý này Đối với câu C này Các em thấy vector OA Các em biết rồi Nó là 1, 3, 2 Vector OB bằng gì? OB nó là âm 2, âm 5, C Vậy OAB thẳng hàng khi nào? O, A, B muốn mà thẳng hàng ấy thì hai vectơ OA và OB cùng phương được chưa? muốn như vậy thì các em phải có tỉ số này âm hai trên một này bằng âm năm trên ba này bằng c trên hai này. À, điều này nó không tồn tại c chắc chắn nó không tồn tại c nên tồn tại c là sai rồi nói tồn tại c là không đúng đâu nhá không tồn tại c. câu d nếu như tích có hướng của vectơ OA với vectơ OB có hoành độ bằng một thì c lớn 30 đối với câu d Uh, ta cần tính cái tích có hướng của vector OA Và vector OB Và tất nhiên là chúng ta tính là tính theo 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 C Đúng không? Tính theo C Thì kem có hai cách tính Cách một là các bạn dùng Casio Hoặc cách số 2 Là các em tính tự luận bình thường Được chưa? Thì thầy nghĩ là tốt nhất là các em cứ Tính tự luận bình thường đi Còn tất nhiên là Casio cũng được Casio thì các em làm khá là nhanh, các em gắn C100 cái là các em ra ngay. Nhưng thôi các em tính tự luận bình thường đi, cũng chả vấn đề gì cả. Bài này cũng dễ mà. Rồi, các em có tích cỡ hướng của vectơ OA và OB. Nó sẽ bằng gì? Nào, đi từ giữa đúng không? Đi từ giữa xong sang dần. Đó, nó đi theo đúng cái chu trình này này. Đó, 3 2 2 1 1 3. Được chưa? Đi từ giữa này âm 5 C C âm 2 âm 2 âm 5. Và cái mà cho nó quan tâm ấy đó là hoành độ hoành độ như vậy cái hoành độ này gì có hoành độ là gì hoành độ là gì cả lớp kem đấy tích chéo này tích chéo này 3 c cộng 10 trừ trừ này là cộng 10 3 c cộng 10 và đề bài bảo là gì nếu như mà cái này có hoành độ 100 nhá ta xét cho thầy cái hoành độ là 3 c cộng 10 bằng 100 theo đề bài thì cái này các em tìm được là C của chúng ta bằng bao nhiêu? Bằng 30 Và cái việc C bằng 30 ấy, nó không làm cho C lớn 30 Cái này là sai rồi Sai nhá Như vậy đáp án là sai đúng, sai sai Bài toán đã giải quyết Các bạn nhớ là các em chỉ cần sai một ý trong bốn ý này thôi Tức là nếu các em chỉ đúng 3 ý trên 4 ý là các em mất bao nhiêu điểm nhỉ? Mất 0,5 điểm. Rất đáng tiếc luôn. Mặc dù bài toán không hề khó. Nhưng các em cố gắng là những bài toán này các em phải làm chính xác hoàn toàn. Ok. Câu số 14. Cho hàm số y bằng x bằng x cộng b trên x cộng d có bảng biến thiên nhìn vẽ. Đó, các bạn quan sát bảng biến thiên nhé. Câu hỏi bài toán là câu a nhỏ đồ thị hàm số có đúng hai đường tiệm cận. Với cái hàm số bậc nhất trên bậc nhất với bảng biến thiên như này thì rõ ràng đồ thị hàm số có đúng hai đường tiệm cận. Tiệm cận ngang y bằng 3, tiệm cận đứng x bằng một. Câu này nó hoàn toàn chính xác, không có gì lăn tăn cả. Được chưa? Rồi, câu b nhỏ là c cộng d bằng không. C cộng d bằng không thì các em chỉ cần tập trung vào cái gì? Cái tiệm cận đứng. Được chưa? Nào các em để ý này, đối với câu B nhá. Các em nhìn vào xem. Đồ thị hàm số nhận đường nào làm thế của đứng? Nhận đường x bằng trừ 1 làm tiệm cận đứng. À muốn như vậy thì cái x bằng trừ 1 nó phải là nghiệm của phương trình mẫu thức bằng 0. Tức là điều này sẽ xảy ra thì cái x cộng D khi mà em thấy x bằng trừ 1 ấy, nó phải bằng 0, nó là nghiệm. Tức là em thấy x bằng trừ 1 vào đây nó thỏa mãn này. Thì điều này tức là các em sẽ có được âm C cộng D bằng 0. Ở đây các em sẽ ra được D bằng C À đâu, x bằng 1 thay vào Đúng nhở Đúng rồi, D bằng C D bằng C, như vậy C cũng D bằng 0 là sai rồi C cũng D bằng 0 thì không khác gì mà bảo là C bằng 0 và D bằng 0 không đúng Câu này là sai Được chưa, C cũng D bằng 0 là sai rồi Câu C Câu C đối với A và C, cái tỉ số A và C các em phải để ý đến tiệm cận ngang Đúng không? Thì các em thấy là đồ thị hàm số Nhận đường Y bằng 3 nằm tiệm cận ngang Và với được đồ thiệm số nhận được nằm tiệm cận ngang Thì các em sẽ có được A trên C Nó bằng 3 Tương đương với A bằng 3C Hoàn toàn chính xác Cậu này là hoàn toàn chính xác nhé các em nhé Hoàn toàn chính xác Rồi đối với câu D Các bạn có được A nhân B nhân C nhân D lớn không Nào A nhân B nhân C nhân D lớn hơn không Là đúng hay là hay là sai Thì ở đây có khá nhiều con đường để các em làm được câu câu D Khá nhiều con đường này để các em làm được câu D Các em để ý này, với câu D ấy, <laughs> Câu D, ấy, các em có được cái này là Y bằng I cộng B Trên C cộng D này Các bạn nghe nhá Các em sẽ không bao giờ Tìm được cụ thể A bằng mấy B bằng mấy, C bằng mấy, D bằng mấy Trong bài toán này Tại vì nếu như các em tìm được ví dụ A bằng 1 B bằng 2, C bằng 3 D bằng 4 nhỉ Thì hoàn toàn thầy có thể viết cái hàm số này Nó cũng sẽ là 2X cộng 4 trên 6x cộng 8. Tức là thầy hoàn toàn để xét a bằng 2, b bằng 4, c bằng 6, d bằng 8 cũng được. Tức là không có ảnh hưởng gì đâu, thậm chí thầy lấy dấu âm hết đấy cũng được, thậm chí thầy lấy dấu âm đấy cũng được. Tóm lại là các em chỉ có thể tìm được cái tỉ số giữa chúng. Chứ không bao giờ các em tìm được a bằng mấy, b bằng mấy, c bằng mấy, d bằng mấy. Thế nên về mặt tổng quát để cho để mà tìm tỉ số giữa chúng thì các em cứ giả sử c bằng 1 đi. Không mất tính của các em cho c bằng 1. Tại vì nếu c không bằng 1 ấy, các em chia cả tử và mẫu cho c thì các em lại biến thành bài toán với cái này bằng 1. Tất nhiên là các em không cần làm này Nhưng nếu mà đi thi mà kinh nghiệm ấy Các bạn làm này thì tốc độ nó sẽ nhanh hơn Còn tất nhiên là các bạn có thể làm bình thường ra Thì cũng cũng được thôi Nhưng mà làm thế thì nó lâu hơn một tí Nào các em cho C bằng một đi Thì ở đây các em có D bằng C Thì các em có được ngay được D Theo câu B thì các em có D bằng 1 Theo câu C các em có A bằng 3 Nên ta sẽ có được Y của chúng ta sẽ bằng gì 3X cộng B trên X cộng với 1 Được chưa? Bây giờ các em có được cái y phẩy âm nên tích chéo là 3 trừ b âm ta suy ra b lớn 3. Được chưa? À như vậy các em thấy c bằng 1 thì d bằng 1, a bằng 3 và b thì lớn 3. Do đó thì khi mà c bằng 1 thì các em thấy là a dương, d dương và b dương nhá. Thì lúc ấy các em tìm được a nhân b nhân c nhân d, em sẽ xác định được dấu của chúng. Thế mang dấu, mang dấu dương. Được chưa? c bằng âm một thì d bằng âm 1 a bằng âm 3 và b sẽ nhỏ hơn âm 3 thôi tóm lại là khi c mặc dù em không tìm được cụ thể a b c d nhưng em cứ sẽ tìm được tỷ lệ giữa chúng nên em sẽ xác định là dấu của anh này Được cho câu này là đúng thầy hỏi thêm một điều nữa nhá nếu mà giờ sửa đề bài sửa lại một chút Là a nhân b nhân c nơ dương thì là đúng hay sai nếu bây giờ thầy sửa đề này sửa đề như này thì cái này là đúng hay sai cả lớp bây giờ nhá thầy sửa đề là a nhân b nhân c dương thì đúng hay sai các bạn sẽ biện luận là ư ừ, thưa thầy em có c bằng một này A à, em tìm được bằng 3 này Nếu mà C bằng 1 thì A bằng 3 này Và B thì biết là lớn 3 rồi Nên cũng dương Thì nhân vào với nhau nó dương Như này đúng hay sai Các bạn nhớ là như này này A nhân B nhân C nó sẽ khác A nhân B nhân C nhân D Các em có thể xác định là dấu A nhân B nhân C nhân D Tại vì bốn cái này nhân với nhau Còn nếu mà ba cái nhân với nhau ấy Thì cái câu chuyện là Tại vì sao? Các em chỉ có thể tìm được tỷ số giữa chúng Nên ở đây nhá, thầy cho C bằng 1 thì đúng là nó dương Nhưng khi thầy cho C bằng âm 1 cái Thì nó âm ngay lập tức khi C vào âm 1 thì cả 4 cái này cùng đã âm luôn Tại vì bản chất là thầy đang đổi dấu mà Thầy đang đổi dấu Thì thầy chỉ cần cho C vào âm 1 thì cả, thì cả 4 cái này đều âm Thầy cho C vào 1 thì cả 4 cái này đều dương Nhưng khi cho C vào 1 cả 4 cái này đều âm Nên ba này âm nhân với nhau nó biến thành âm Nên cái dấu này các em không xác định được các em chỉ có thể xác định là dấu của hai hai thứ nhân với nhau thôi nhưng đến thứ thứ ba nhân với nhau thì các em không xác định được luôn ví dụ các em có thể xác định được dấu của a nhân b dấu b nhân c dấu c nhân d dấu d nhân a hoặc dấu a nhân b nhân c nhân d nhưng nếu mà giả sử dấu của a này em không biết ở dương hay âm tại vì kem có thể đổi dấu nó mà rồi ra dấu của a nhân b nhân c các Em không biết là xác định là dương hay, hay âm nhớ chưa nên nếu mà giả sử đề bài sửa lại là a nhân b nhân c lớn không thì cái đấy là là sai được chưa kem chỉ xác định được chắc chắn a nhân b nhân c nhân d sẽ dương dù cho kem có thể uh, nhân cả tử và mẫu với cùng một số nào đi chăng nữa trừ số 0 nhá thì khi đó kem vẫn tạo thành một số dương tích của bốn cái được chưa nhá yeah. Câu 15 Một hộp có 4 quả cam, 5 quả táo và 6 quả đào Bạn Đức Bạn Đức Bạn Đức chọn ngẫu nhiên là 3 quả Biết rằng bạn Đức sẽ vui nếu mà chọn được 3 quả khác loại Tất nhiên rồi, có 3 quả khác loại Mình ăn 3 quả đa dạng, màu sắc Nó vẫn ngon hơn chứ đúng không? Và sẽ buồn nếu chọn được 3 quả cùng loại Được chưa? Ok, nha bạn Đức này là tâm lý của một học sinh bình thường đấy Đó, khi mà nhận được ba quả khác loại thì vẫn vui là chưa và nếu mà nhận được ba quả cùng loại thì nó một màu á thì hơi buồn rồi số cách để bạn đức chọn là gì nên đức chọn ngẫu nhiên ba quả trong tổng cộng là bao nhiêu quả đấy bốn năm sáu là tổng cộng 15 quả là c ba mười năm hoàn toàn chính xác là không gian mẫu đấy nó chỉ là không gian mẫu đấy em được chưa là c ba mười năm khả năng đức vui là bằng bao nhiêu tóm lại là này là thầy muốn các em tính xem khả năng đức vui là bằng bao nhiêu thì không gian mẫu thầy đã tính cho các em ở câu a rồi đây được chưa thì đối với câu b ấy, Đức sẽ vui nếu Đức chọn được ba quả khác loại. Như vậy thì gọi A là biến cố. Đức chọn được ba quả Đức vui đi, Đức vui. Tức là nếu mà Đức chọn được ba quả bị khác loại thì số phân tử của biến cố A là gì? Số trường hợp thuận lợi của biến cố A là gì? Rõ ràng để ba quả khác loại thì phải chọn được một quả tam, một quả táo, một quả đào. Xác xuất để à, khả năng chọn được một quả can tam là C14, một quả táo là C15 và một quả đào là C1, C16. Như vậy đó là 4 x 5 x 6. Và chúng ta lấy 4 x 5 x 6 con số này là 120. Như vậy cái xác suất của biến cố A các em lấy 120 trên C3 của 15. Được chưa? Rồi nó bằng bao nhiêu? 24/91. Ô. Được chưa? 24/91. Cái này nó xấp xỉ tầm 26% cơ. Được chưa? À, vậy cái này nó lớn hơn ha, lớn 15%. Lớn 15% nha, cái này nó tầm 26,3%, Thôi viết xấp xỉ đó. Nó, nó sắp xỉ đâu đó là nếu mà tính ra nó sắp xỉ 26,4% cơ. Để cho nó sắp xỉ 26,4% cơ. Nên câu B này là bé 15%, khả năng đức vui. Được chưa? Là sai rồi. Đúng rồi lớp nhá. Rồi, câu C. Khả năng Đức buồn lớn hơn 10%. Đức sẽ buồn nếu ba quả cùng một loại. Rồi, B là Đức buồn. Rồi, Đức buồn nếu ba quả cùng loại thì rõ ràng số trợ thuận lợi của biến cố B là gì? Nào, muốn chọn được ba quả cùng loại thì có 3 trường hợp xảy ra. Chọn được ba quả cam là C34. Chọn được ba quả táo là C35 và chọn là ba quả đào là C3 36 quy tắc cộng nhá Ok 4 C3 cộng với 5 C3 cộng với 6 C3 con số này bằng 34 thì xác suất của biến cố B là khả biến cố mà Đức buồn các em lấy 34 trên C3 15 được chưa 34 chia cho 15 C3 nó rất dễ được em không có gì khó khăn cả nó là bằng xấp uh, sấp xỉ đâu đó là thôi viết luôn sấp xỉ nhá nhân 100 nữa sấp xỉ 7 7 Sấp xỉ 7,5% Như vậy khả năng Đức buồn là lớn 10% là sai Được chưa? Là sai luôn Đó Có 7,5% thôi Nha, là sai rồi Đã. Rồi, câu D Biết rằng Đức sẽ hát nếu chọn được ít nhất một quả cam à, Không hiểu cái lý do gì Là cái lý do biện luận, biện chứng giữa Cái việc bạn Đức hát với cả bạn Đức ăn cam Thầy nghĩ là có một cái mối quan hệ gì đó giữa quả cam và việc bạn Đức hát Nhưng mà tạm thời mình gạt qua cái yếu tố thực tế đấy xong một bên nhá Mình cứ giải quyết xong bài toán này đã Vậy khả năng Đức hát là trên 60% Được chưa? Thì C là biến cố là Đức hát Như vậy kem tìm xem là có bao nhiêu trường hợp mà Đức chọn được 3 quả thì có ít nhất một quả cam Vậy theo thầy nghĩ tốt nhất Tốt nhất là kem nên xét cái biến cố đối cái biến cố C là Đức chọn được không có cả cam nào C ngang là biến cố Tất nhiên biến cố này là biến cố Đức không hát Tức là Đức không chọn được quả cam Đức không chọn được cam Nghĩa là ba quả mà Đức chọn Thì sẽ nằm ở trong quả táo và quả đào mà thôi Nhá. Vậy số trường thuận lợi của biến cố C ngang là gì Là chọn đã ba quả trong 11 quả Gồm có 5 quả táo và 6 quả đào Vậy nên Cái xác suất của biến cố C là gì Là 1 trừ đi P của C ngang bằng 1 trừ đi C311 trên C315. Và các em tính cho thầy xem cái con số này bằng bao nhiêu. Nhá. Yeah. Yeah, 11C3. Rồi con số này là 58 91. Nó sắp xỉ đâu đó là 63,7%. Như vậy là khả năng Đức sẽ hát là trên 60%. Là hoàn toàn chính xác. Được chưa? Yeah. Nhá. <laughs> ok nhá Như vậy là đáp án bài toán này là đúng Sai sai đúng Câu 16 Cho hàm số y bằng fx liên tục trên r và cái đồ thị nhìn vẽ Các em quan sát đồ thị này Đó, Nhìn vẽ sâu xấu, xấu thôi nhưng mà nhìn là ra luôn đúng không Câu ai nhỏ giá trị nhỏ nhất của hàm số fx trên đoạn từ 1 đến 3 Thì bằng 1 đúng luôn này Các em nhớ là trên đoạn từ 1 đến 3 thì các em nhìn trên đoạn từ 1 đến 3 đây thôi Thì min của nó bằng 1 nó hoàn toàn chính xác này không có gì năn năn cả, câu này rất là dễ. Câu B giá trị lớn nhất của hàm số fx 2 trên đoạn từ 1 đến 3 thì bằng 5. Các em thấy là như này Rõ ràng là trên đoạn từ âm 1 đến 3 thì đồ thị các em tập trung vào cái mảnh này Thì rõ ràng các em dễ dàng nhìn ra được là cái giá trị lớn nhất của cái hàm số Fx Khi mà các em xét trên đoạn từ âm 1 cho đến 3 Được chưa? Thì bằng 7 Nên khi mà các em trừ 2 ra Thì cái giá trị lớn nhất của hàm số là Fx trừ 2 Khi em xét trên đoạn từ âm 1 cho đến 3 Thì bằng 7 trừ 2 bằng, bằng 5 Hoàn toàn chính xác Câu C, giá trị nhỏ nhất của hàm số y bằng trị fx 2 trên đoạn từ âm 1 đến 3 thì bằng bằng 2. Đối với câu C, các em tập trung vào cái Fx 2 khi mà các em xét trên đoạn từ âm 1 đến 3. Thì cái ông Fx 2 nó sẽ có tập giá trị là gì? Cái mắc của nó bằng 5, đúng không? Thế cái min là gì? Mắc bằng 5 là rõ ràng rồi. 7 2 bằng 5. Min thì các em lấy 1 trừ đi 2 và âm 1. Min là âm 1, mắc bằng 5. Nó chạy âm 1 đến 5. Nên khi mà các em xét hàm số trị từ đối nhé. Thì cái hàm số, cái giá trị nhỏ nhất của cái hàm số trị độ kẽm x trừ 2 trên đoạn từ âm 1 cho đến 3. Các em thấy là nó nhận có thể nhận giá trị âm. Nghĩa là cái phương trình fx bằng 2 nó có nghiệm thuộc đoạn đoạn 1 đến 3. Thì min của bằng 0. Đó, min bằng 0. Nhớ chưa nhỉ? Ok nhá, min bằng 0. Nhá, các bạn hiểu bài không? Thực ra là như này này. Nếu mà để mà giải thích một cách dễ hiểu hơn cho kem ấy. Thì các bạn cứ hình dung ra là bản chất hàm số fx trừ 2 là kem kéo đủ tiệm số này. Dịch xuống 2 đơn vị. Đây, các em kéo dịch số 2 đơn vị đây nhá. 3 nó các em kéo dịch số 2 đơn vị, các em kéo cái điểm này, dịch số 2 đơn vị. Các em kéo điểm này dịch số 2 đơn vị và các em kéo điểm này dịch số 2 đơn vị nó là như này. Nó nó là như này, được chưa? Thế thì khi mà các em xét hàm số trị tuyệt đối, đây là hàm số fx 2 này. Nên khi em xét trị đối thì em lấy vòng cái dưới trục hành lên thì min của nó trên đoạn này đương nhiên nó bằng mấy bằng 0 nó khi em lấy trị đối thì nó sẽ nó sẽ vòng này lên min bằng không thế thôi. Được chưa? Vòng mà. Đó, rất là đơn giản thế thôi nhá. Yeah. Ok. Đó thì min của nó là điểm nhô thấp nhất này các em. Đấy, đồ thị hàm số trị Rex 2 nó có dạng như này. Min bằng không. Nó dễ hiểu mà các em. dễ hiểu mà. Hoặc các em có thể giải thích một cách dễ hơn là các em thấy trị đối với 2 luôn lớn bằng 0 với mọi x thuộc R luôn. Nhưng mà mình đã set up 1 đến 3. Và quan trọng là min nó bằng không hay không thì các em thấy nó xảy ra do bằng. Nó xảy ra bằng ở cái chỗ là cái phương chế x bằng 2 nó có nghiệm thuộc đoạn từ 1 đến 3. Thì nó xảy ra do bằng thì nó sẽ tồn tại min. Rồi, câu D. Câu D là câu chuyện nó như này. Gọi m lớn và m nhỏ là giá trị lớn nhất và giá trị nhỏ nhất của hàm số này trên đoạn từ 1 đến 3 thì thấy yêu cầu các em tính m lớn nhân m nhỏ. Câu này thực ra nó dễ. Tại vì nếu mà các em để ý này thì các em thấy là cái này các em hoàn toàn có thể đặt t đúng không? Tốt nhất là em nên đặt đi T bằng gì T bằng trị độ của Fx-2 Thì cái giá trị Là Fx-2 Tất cả bình phương Nó bằng T bình phương nhá Rồi Nên cái Y bằng gì Từ 1 Ta có được Y của chúng ta sẽ bằng gì T mũ 3 này Trừ đi 3T bình phương Cộng 5 Đúng không T mũ 3 trừ 3T bình phương cộng 5 với T của chúng ta là Bây giờ các em chặn khoảng của T Mình gọi là hàm số này là hàm số GT đi Bây giờ các em chặn khoảng của T nhá. Chặn khoảng của T Thì các em thấy là như này Cái ông FX 2 ấy, thuộc cái đoạn từ 1 đến 5 Thì cái T bằng trị độ FX 2 Đúng không? T bằng trị độ FX 2 Nó sẽ thuộc cái đoạn từ 0 đến mấy? 0 đến 0 đến 5 cái này nhỏ chỉ nó fx 2 đương nhiên nhỏ bằng 5. Tại vì fx của -2 của chúng ta thuộc cái đoạn từ 1 đến 5. Ta suy ra t của nó thuộc đoạn 1 đến 5. À thuộc đoạn 0 đến 5. Vậy các em xử lý hàm số gt trên cái đoạn từ 0 đến 5 nhá. Rồi, để xử lý hàm số gt các em có g't bằng gì? g't nó là 3t bình phương trừ đi 6 6t nó là 3t nhân với t trừ 2. Đúng không? Rồi, từ đó các em thấy g phải t bằng 0 tại t bằng 0 nó không thuộc cái đoạn này, à không thuộc khoảng 0,5, Nhưng t bằng 2 thuộc khoảng 0,5. Nên mình lấy các điểm đặc biệt để tìm được hàm số t của chúng ta là 0 đến 5 là hai đầu mút cộng với điểm đặc biệt ở giữa là điểm 2. Thì gt nó sẽ nhận giá trị như thế nào? Đó. Gt nhận giá trị như thế nào thì các em dùng Casio ta. Nhá. Casio ra thì thầy sẽ lấy ở đây một cái máy tính. Cụ thể là Casio FX 580 vnx Thầy nhập vào là x mũ 3 chữ 3x bình phương cộng 5. Sau đó thầy sẽ nhập các giá trị là t bằng 2 trước này, ấn bằng bằng 1 t bằng, bằng 5 này nó bằng 5 5 còn t bằng 0 thì sao t bằng 0 thì chắc chả cần ấn đâu nên thật ấn nhá bằng 5 các em thấy là cái số nhỏ nhất trong đây số nhỏ nhất trong ba số này bằng 1 còn số lớn nhất trong ba số này bằng 55 nên m lớn nhân m nhỏ thì bằng 55 là hoàn toàn chính xác không có gì sai cả câu này là hoàn toàn chính xác nhá câu này là đúng rồi được chưa câu này là đúng rồi Ok, có mỗi câu C sai thôi <laughs> Như vậy đáp án bài này là gì? Đúng, đúng, sai, đúng Bài toán là giải quyết Với đáp án là đúng, đúng, sai, đúng nhá. Câu tiếp theo là câu số 17 Đáp số nhận điều đáp số cho em nhé Cho ra nói Z một máy phát sóng đặt tại vị trí A Có tốc độ là 3, 4, 5 Được chưa? Và có bán kính phủ sóng là bằng 8 Các em nhớ bán kính phủ sóng trong chụp này Chúng ta đang tính nó là cái này này, bằng 8 này Nó tính là bán kính phủ sóng là đoạn này này Đấy chưa cái phủ sóng Nó bán kính phủ sóng bằng 8 Không có gì hình nón để tạo ra được hình nón đường sinh bằng 8 này Và phủ sóng lên mặt phẳng OXY thì có bán kính bằng bao nhiêu Thì bán kí, hỏi vùng phủ sóng thì có bán trên mặt phẳng OXY có bán kính bằng bao nhiêu Thì các em để ý này Cái khoảng cách từ điểm A cho đến mặt phẳng OXY Các em để ý này Giả sử cái vùng phủ sóng này có tâm là Y Nha, Đây là điểm B đi Thì các em biết được là AI nó chính là bằng khoảng cách từ điểm A đến mặt phẳng OXY. Thì đấy chính là cao độ của điểm A. Các em học rồi đúng không? Ừ. Đúng không? Bằng 5. Như vậy ta suy bán kính phủ sóng, bán kính vùng phủ sóng. Ta suy R nhỏ bằng căn bằng 2 của R lớn bình phương trừ D bình phương thế thôi. Bằng căn bằng 2 của 8 bình phương trừ đi 5 bình phương. Đáp số của chúng ta sẽ bằng bao nhiêu đây? căn 8 bình trừ 5 bình. Rồi bằng căn 39. Nhá. Như vậy con số kết quả bằng căn 39 và nếu mà các em điền vào ấy theo quy tắc của thầy thì các em phải điền là 6,24. Được chưa? Theo quy tắc mà thầy yêu cầu các em điền. Có đáp số là căn 39 và các em làm là căn 39 nó coi như các em đã thành công rồi. Câu số 18. Cho hàm số y bằng ax bình phương cộng 6x trừ đi 2 trên x cộng 2 có đồ thị C. Biết rằng đồ thị C có một đường tiệm cận xiên Có hệ số góc Bằng 22 Hỏi đường tiệm cận xiên đó Cắt trục tung tại điểm của thu độ bằng bao nhiêu Được chưa Ok Thì các em nhớ là như này này Với đồ thị hàm số Đồ thị hàm số Y bằng AX bình phương cộng B cộng C Trên D cộng E đi Mới cộng N đi được chưa? trong đó, trong đó a và m khác không, thì đồ thị hàm số này sẽ có đường tiệm cận xiên là có hệ số góc là y bằng a phần m. Các em biết được là lim của y trên x khi x tiền đến dương vô cùng hoặc âm vô cùng, tóm lại x tiến đến vô cùng thì bằng a phần m. Vậy thì chắc chắn một điều là đồ thị hàm số này có đường tiệm cận xiên, có hệ số góc y bằng a phần hệ số k và a phần m vậy trong bài toán này hệ số góc bằng 22 áp dụng vào đây nhá hệ số bằng 22 nên ta có được như sau a phần m bằng 22 hệ số góc được chưa tương đương với a của chúng ta bằng 22 vậy đồ thị hàm số này là y bằng 22 x bình phương cộng 16 x trừ đi 2 trên x cộng 2 giá như đề bài yêu cầu này thì tốt nhưng đề bài yêu cầu đường tiệm cận xiên đó tức là các em vẫn phải viết phương trình đường tiệm cận xiên ra thì viết phương trình đường tiệm cận xiên ấy thì rất đơn, đơn, giản thôi các bạn chỉ cần chia đa thức đúng không các em chia đa thức nói chung là tới đây có nhiều cách nhá tới đây có nhiều cách hoặc các em gán 100 trăm một nghìn cũng được tùy các em nhưng thầy nghĩ là cách chia đa thức nó cũng khá là hiệu quả Tại vì những cái bài này dễ mà dễ thì kem làm công thức giải nhanh cũng được mà kem không làm thì cũng chả vấn đề gì. 76 đúng không? Các em tạo ra con số là 22x bình phương cộng với 6x. Bài nào khó thì mình mới để ý những cái cách giải nhanh. như thầy thấy mấy bài này kem cứ dùng mấy cái mẹo mẹo thì cũng được. Nhưng mà thầy ít khi thầy thầy dạy học sinh tập trung vào cái mẹo. Tại vì bài nào khó mình để ý mẹo thôi. nhá Như vừa nãy có bài ấy, gán mờ 100 m 1000 được nhưng thầy cũng chả chữa theo cách đấy mà thầy chỉ nói là đến một option để các em có thể lựa chọn. Tại vì nó cũng không có gì khó khăn cả. Cái nào khó thì mình làm mẹo menu 922 được chưa 22 này 6 này à, 6 này âm 76 rồi 19 phần 11 và âm 2 đương nhiên rồi <laughs> x cộng 2 này phân tích nhân tử này cái này nghiệm 19 11 tức là 11 19 phần 11 11 19 nghĩa là cái này nó là 11x 19 à thì vẫn thiếu vẫn thiếu đây là 22 cơ đây là 11 hệ số bậc cao nhất mới là gì thì các em viết là 22 x 38 đi n nhân 2 lên nhá cộng 74 chia cho x cộng 2 bản chất là các em đang chia ra đa thức được em được chưa ok nhá rồi từ đó cái phương trình đường tiệm cận xiên của chúng ta là tiệm cận xiên tiệm cận xiên của chúng ta có phương trình là y sẽ bằng 22x trừ đi 38. Nên nó cắt trục tung tại điểm có tung độ bao nhiêu? Cắt trục tung tại điểm có tung độ bằng âm 38. Được chưa? Và từ đó là các em chọn được con số ở đây. Đó là âm 38. Bài toán được giải quyết. Thế thôi. Nha, khá là đơn giản. Câu này câu cũng không có gì khó khăn cả. Câu 19, một con rán nhảy trên một lưới ô vuông từ vị trí A đến vị trí B. Được chưa? Câu này thuộc lại câu kinh điển rồi các em ạ. Câu này thuộc lại câu kinh điển nó quá quen thuộc rồi. Hầu như là năm nào cũng có. À, bây giờ thì ôn lại cho các em thôi chứ thực ra sau này các em lấy những câu này nó nhiều nham nhảm thậm chí các em làm những bài toán phức tạp hơn các em bỏ bớt một lưới ô vuông hoặc các em bỏ bớt cái gì nó có phương án làm hết nhưng mà tạm thời hôm nay mình học một cái bài toán cơ bản này trước biết rằng mỗi bước nhảy thì con rán có thể di chuyển từ dưới lên trên hoặc từ chả phải từ trái qua phải đúng một ô đó. Hỏi con rán có bao nhiêu cách di chuyển Thực ra là các em tư duy một tí thôi Đó các bạn tư duy một tí nhá Những cái bài toán như này thường thường là Đây với bài toán này nhá ờ, Chúng ta sẽ có một cái quy ước Dành cho con rán như này Tức là nếu như mà con rán nhẹ từ trái không phải Các em viết cho thầy một số Số 0 hoặc số 1 cũng được Số 1 nhá Nếu như con rán dậy từ dưới lên trên Các em viết cho thầy số Số 0 Còn nhẹ dậy nhảy đi trái qua phải Viết số 1 nhảy từ dưới lên trên viết số 0 Nhá. Yeah. Ok à, Quy ước như sau Nếu mà con rắn nhảy từ trái qua phải Mình viết cho thầy số 1 Còn nhảy từ dưới lên trên Thì mình viết cho thầy số Số 0 đi chẳng Thì mỗi Ví dụ như, như này Ví dụ như này Ví dụ như này Như trường này nhỉ Trường này thì các em đang viết như nào? Trái qua phải viết số 1 đúng không? Dưới lên trên viết số 0 đúng không? Xong lại trái qua phải viết số 1 đúng không? Dưới lên trên viết số 0 đúng không? Xong dưới lên trên tiếp lần nữa các em viết số 0 đúng không? Xong trái qua phải viết số số 1. Đúng nhỉ? Được chưa? Đúng nhỉ? Đấy. Trái qua phải viết số 1. Dưới lên trên mình viết số 0 nhá. Đó, trái qua phải viết số 1, dưới lên trên viết số 0 mình thực hiện đúng những nguyên tắc như vậy cho thầy đó ví dụ như này thấy một cái ví dụ khác nhé thấy một cái ví dụ khác thấy một cái ví dụ khác như này thấy một cái ví dụ khác như này con dán bây giờ di chuyển kiểu này đi đó ví dụ này thì các em viết số nào viết số nào là gì dưới lên trên viết số không trái qua phải viết số một một dưới lên viết số không cho phải viết số một này, viết số 0 đúng không? Đây một ví dụ khác như vậy. Vậy thì khi mà các em viết ra vào ấy, theo đúng nguyên tắc này ấy, thì các em phải nhận ra cuối cùng các em sẽ nhận được một chuỗi gồm mấy số? Chắc chắn là con nhà dán phải nhảy 6 bước, gồm có 3 bước sang phải và 3 bước lên trên. 100% là các em phải có 6 bước. Con dán bắt buộc phải nhảy qua 6 bước, gồm có 3 bước sang phải và 3 bước trên bên trên lên trên. Con dán phải nhảy 6 bước gồm 3 bước sang phải, 3 bước lên trên. Chắc chắn rồi. Đó, vậy chuỗi nhận được gồm 6 số, trong đó có 3 số 0, 3 số 1. Và mỗi cách hoán vị của 6 số này các em sẽ thu được một cái dãy thỏa mãn. Đúng không? Mỗi cách hoán vị của 6 số này các em thu được một dãy thỏa mãn. Thế thôi nhá. Yeah. Như vậy câu hỏi bây giờ biến thành câu hỏi là có bao nhiêu hoán vị có 3 số 1 và 3 số 0. Thì các em có hai hướng để làm. Cách số 1 nó là hoán vị đập. Ừ. Có 6 số này đem đi hoán vị thì số án vị là 6 giây thừa. Tuy nhiên có 3 số 1 giống nhau các em chia 3 giây thừa. 3 số 0 giống nhau các em chia cho 3 giây thừa. Hoán vị nập Cách số 2 là các em dùng kiến thức về tổ hợp. Tổ hợp nghĩa là sao? Nghĩa là có 6 vị trí, các em chọn ra 3 vị trí để các em điền số 1. Các em chọn cho thầy 3 vị trí để điền số 1. Thì có 6 vị trí thì các em chọn ra 3 vị trí để các em điền số 1 thì là C C36. Thế thôi. Thì dù cho các em có làm cách nào đi chăng nữa Làm cách một cũng được Hoặc làm cách hai cũng được Thì chúng ta cùng đưa về một con số cuối cùng nhá Ok, các em lấy 6 dây thừa Dây thừa đâu? Chia 3 dây thừa Dù cho làm cách nào đi chăng nữa Thì nó cũng sẽ có một con số cuối cùng như này Bằng 20 Hoặc các em lấy 6C3 như nhau cả Bằng 20 Thì làm hai cách thì các em sẽ tiếp thu được kiến thức nó sẽ sâu rộng hơn đó nó là như vậy thôi Vậy đáp số của chúng ta sẽ là 20. Không gì đắn tăng cả. Nó là 20 nhá. Nào, câu 20. Bạn Đức treo một chiếc kệ để đồ và muốn sơn trang trí cái phần tường phía bên trong của kệ, các bạn cứ tưởng tượng này, cái kệ này. Và thầy tre sơn trang trí phần tường phía bên trong. Và cái quy tắc sơn của thầy là như này. Nó là một phần sơn được là một tam giác vuông, để cho Muốn đẹp thì nó là tam giác vuông. Hai cạnh góc vuông à, có hai cạnh vuông góc với hai cạnh của tam giác đều. Đó, nó nó tam vuông và cạnh này vuông góc và cạnh này cũng phải vuông góc. Đề bài đã cho như hình vẽ. Đó, đề bài cho rất rõ ràng như thế này. Đó, thì nghĩ là đề bài cho quá rõ rồi thì mình không có gì để nói. Biết chiều dài một cạnh của tam giác đều ở phần tính bên ngoài là bằng 30, Đó, chiều dài này là 30 được em. À, và khoảng cách giữa hai cạnh của tam giác đều trong và ngoài nó là bằng 2. Đó, con số thì đã vẽ nó rất rõ ràng rồi. Thầy nghĩ là cũng không có gì tranh cãi cả. Chi phí sơn là 8.000 đồng cho mỗi mét vuông. Hỏi số tiền bạn Đức bỏ ra để sơn bảng tường này là bao nhiêu Rồi như này nhá Số tiền này thì không nói gì Tức là các em phải hiểu đơn vị là đồng Còn nếu mà giả sử số tiền là bao nhiêu nghìn đồng Thì các em chỉ cần kết luận là nghìn đồng Nhưng khi mà nó không nói gì thì các em hiểu là đơn vị là đồng đi Câu này thầy cũng thừa nhận là thầy hơi thiếu sót lẽ ra thầy nên để đơn vị nghìn đồng thì nó sẽ hay hơn Nhưng mà thôi các bạn cứ hiểu là Nếu mà đã không nói gì thì thôi để đơn vị là đồng nhá Quyết định như vậy đi còn câu này theo cái cách ra đề của thầy, cái ý đồ ra đề của thầy lúc đầu ấy là là thầy muốn là các em viết theo đơn vị nghìn đồng. Nó ví dụ như là uh, 15.500 đồng thì các em viết là đáp số là 15,5 nhỉ. Ví dụ thế, chứ thầy không muốn viết là 15, 500 nó dài quá. Nhưng mà thôi, là sau thầy sẽ rút kinh nghiệm. Còn bây giờ thầy đã nỡ rồi thì các bạn cứ hiểu là đơn vị là đồng nhá. Rồi, các em nghe này. Cái nguyên tắc làm là như này. Thứ nhất là chúng ta có hai bước để làm bước một là các em phải tính được cạnh của cái tam giác đều bên trong cái này đương nhiên phải tính được không tính được không tính được thì sao nhỉ thì yếu chứ còn sao nữa yếu kém nhỉ hơi yếu phải cố gắng phải tính được nhé bước một các em phải tính được để cho không tính được thì phải học để làm sao tính được thì thôi nhá phải tính được bước hai là sau khi tính được cạnh của tam giác đều bên trong thì em tính cái diện tích của phần sơn này theo cái độ là cạnh đấy được chưa? Và tính diện tích phần sơn xong, được bao nhiêu cm vuông em nhân với 8000 1 cm thì em ra được số tiền. Nguyên tắc là như vậy thôi. Được chưa? Thì đấy, thì cái bước tính diện tích cạnh của nó đều thì khá là đơn giản. Cạnh của nó đều bên trong nó khá đơn giản. Thế nghĩa là không có khó khăn gì để tính được độ dài cạnh của nó đều bên, đều bên trong cả. Nên mình sẽ tập trung vào cái câu chuyện là giả sử như mình đã tính được cạnh của nó đều bên trong rồi. Bây giờ câu chuyện bây giờ của mình như này Bây giờ nếu như giả sử mình đã tính được cạnh của nó đều bên trong rồi Bây giờ cứ coi là mình tính được đi nhá Giả sử mình đã tính được độ dài cạnh của nó đều bên trong rồi Đó Thì mình liệu Mình có thể Tính được cái Diện tích của phần sơn này không Đấy câu hỏi đặt ra là như vậy Giả sử chúng ta đã tính được độ dài cạnh của nó đều bên trong rồi Thì liệu có tính được diện tích của phần sơn hay không đó, thì câu hỏi đặt ra là như thế. Được chưa? Ok, thầy gọi đây là ABC nhá. Và tam giác này là DEF. Ok. Thì bây giờ nhá. Mình thấy bây giờ nếu mà cứ viết độ dài AB ra nó rất là mệt thì thôi mình cứ đặt AB bằng 1 đi. À, không mất tính tổng quát. Nếu như AB bằng 1, nếu AB bằng 1 đơn vị. Đơn vị độ dài. Mình gọi là đơn vị nhá đơn vị độ dài mình chưa biết đơn vị này có thể là nhiều hơn một cm có thể hai cm nhưng mà nếu ab bằng một đơn vị độ dài được chưa đơn vị độ dài nếu ab bằng một đơn vị độ dài thì mình tính được diện tích này bằng bao nhiêu đơn vị độ dài bình phương cái đơn vị độ dài này cũng không nhất thiết nó phải một cm nhá. nhưng nếu ab bằng một cm thì mình có thể tính được diện tích bằng bao nhiêu cm vuông đó thì để mà đơn giản ấy mình cứ cho ab bằng một đi còn tí nữa mình tính được bao nhiêu thì mình nhân với cái diện tích bình phương thì mình cứ cho ab bằng một đi được chưa Thế bây giờ mình để mà tính được cái này thì mình phải tận dụng được các yếu tố của vuông góc. Mà ở đây có rất nhiều yếu tố bằng 60 độ. Vậy mình đặt cái độ dài EC bằng x. Tất nhiên là đơn vị độ dài. Thì cái BE này sẽ bằng gì? Bằng 1 chữ x. Đúng không? Rồi tiếp tục đây. Cái DE thì bằng bao nhiêu? DE bằng bao nhiêu? DE thì các em nhớ góc này 60 độ. Góc này nó vuông, nửa nó đều ấy. Thì DE bằng x căn 3. DC bằng 2X DC bằng 2X thì AD của nó bằng mấy? AD bằng 1 chữ 2X Các em tận dụng cái này vuông ấy Thì các em có DE này Có DF nhé, nhá Có tam giác AFD là tam giác đều đúng không? AFD đương nhiên ta phải đều rồi, Tại vì cái này song song này Các em để cái này song song với cái này này Đó tam giác này ta đều đấy các em đó. Được chưa? Tam giác này tao đều. Thì các em có được cái này là 1 chữ hai x. Đúng không? Rồi, bây giờ các em tính nốt FE theo x theo x thì các em có được cái tam giác này ở vuông con này 60 độ này. Các em nhìn ta BFE là tam giác vuông có góc B bằng 60 độ. Nên ta sẽ có được như thế này, FE bằng BE nhân với sin của 60 độ. Chọn 1 chữ x nhân với căn 3 trên 2 Rồi các em nợ dụng cái này vuông Để các em nằm nốt bài toán Ta có được DE bình phương Cộng DF bình phương Bằng EF bình phương Tương đương điều gì? Nào DE bình phương nó là 3x bình phương DF bình phương Đâu? DF bình phương DF đó là DF bình phương DF bình phương là 1 chữ 2x Bình phương và nó bằng gì? Bằng F bình phương F bình phương nó bằng một gì? 3 phần 4 nhân 1 trừ x tất cả bình phương như này Đó Thì tới đây các em giải ra Các em giải ra Các em giải ra thì các em tìm được x bằng 1 phần 5 Tuyệt vời Được chưa? X bằng 1 phần 5 Các em giải này ra thì các em ra được x bằng 1 phần 5 như vậy nếu mà thế thì các em sẽ có được cái diện tích của tam giác DEF nó bằng bao nhiêu? Nó bằng một nửa của DE nhân DF bằng 1 phần 2 nhân với cái DE của chúng ta bằng mấy? Bằng x nhân căn 3. DF thì bằng 1 chữ 2x. Thì bằng căn 3 trên 2 nhân x nhân 1 chữ 2x. Và vì x bằng 1 phần 5 thì các em tìm được xem cái này bằng bao nhiêu? bằng 3 căn 3 trên 50. Đúng nhỉ? 3 căn 3 trên 50. Đúng không? Đó, tất nhiên là đơn vị độ dài bình phương. Rồi. Vậy nên nếu như AB 1 thì diện tích DEF bằng cái này. Vậy diện tích DEF các em hiểu được nó bằng 3 căn 3 trên 50. Nhân với AB bình phương Tại vì là diện tích thì phải đơn vị độ dài bình phương AB bằng 1 thì diện tích bằng này Nên diện tích DF kem tính được theo AB Tính được theo cạnh của cái hình vuông to Thì đây là điều hết sức quan trọng Được chưa Ok nhá Ok Bây giờ mình quay trở lại câu chuyện Bây giờ mình tính độ dài AB là xong Tới bước này thì Mọi thứ có thể gần như chấm dứt Tính độ dài AB là xong Bây giờ tính độ AB là xong Tính độ AB mà không tính được nữa thì thôi Thì thôi Buồn quá hai đúng không? Đây là hai này Kẻ vuông góc đây Đây là A này Đây là B này Thì đây là A phẩy B phẩy này Đó Cái này thì bằng hai đúng không? Cái này bằng hai thì đây Đây này Đây là S đi Ok tam giác SAA phẩy có A phẩy bằng 2 hoặc ASA phẩy bằng 30 độ đúng không? Cái này 30 độ này, nửa tam giác đều này. Ta suy phẩy bằng 2 căn 2 căn 3. Tất nhiên là cm nhé các em nhé. Tương tự như thế cái này cũng bằng 2 căn 3. Cái này cũng là 2 căn 3. Từ đó ta suy ra được là AB nó bằng 30 trừ đi 2 căn 3 nhân với 2. Được chưa? Đó thế thôi nhá. Vậy từ đó ta suy ra cái diện tích của DEF bằng 3 căn 3 chia 50 nhân với 30 trừ đi 4 căn 3 bình phương cm. AB bình phương mà. Có diện tích thì em nhân 8 000 nhá. Rồi. Vậy con số này xong được bao nhiêu em nhân 8 000 nữa. Vậy giá của chúng ta bằng gì? Ok nhá. Rồi chốt hạ nào. Chốt nào. Nào 3 nhân với căn 3. Chia 50. Nhân với 30. Trừ đi 4 căn 3 bình phương. Được chưa? Trọng nhân 8.000. Con số này nó xấp xỉ đâu đó là 442.000 552 đồng. Phải 3 4 đơn vị ở đồng. Mà đồng thì không có phẩy 4 nên tốt nhất là các em hiểu là nếu mà thanh toán ấy thì thanh toán 443.000. Còn nếu mà thầy Đức bán hàng thì chắc là chỉ cần thanh toán 440.000 thôi thì miễn phí cho 2.000 Còn tất nhiên nếu mà chuẩn ra thì các em thanh toán là 443 làm tròn đơn vị nghìn Thế bây giờ ở Việt Nam mình thì cái đơn vị uh, 100 đồng, 200 đồng, 500 đồng là không có nữa Bây giờ kiếm được đồng 500 đồng làm sao có Bây giờ người ta chợ mua mớ hành cũng hết nghìn rồi Làm gì có giá nghìn rưỡi Mà bây giờ nhìn làm sao mua được mở, à, mua được cái cọng hành Đúng không? Nên đơn vị rẻ nhất của Việt Nam bây giờ Tất nhiên là vẫn có đồng 500 đồng Nhưng mà cũng không có Về mặt thực tế thì các em gần như không nhìn thấy cái đồng 500 đồng được chưa? Nên tại sao mà thầy nói là cái câu này là nỗi của thầy? Nẽ ra là thầy sẽ phải nói rõ đơn vị là nghìn đồng. Làm tròn đến hàng nghìn đồng thì lúc ấy cái đáp án của mình mà mình chỉ cần thanh toán nó sẽ thực tế hơn, nó sẽ tuyệt tuyệt vời hơn là 443 nghìn đồng. 443 nghìn đồng. Thì các em chỉ cần điền con số là 443 thì làm tròn đơn vị nghìn đồng là đẹp nhất. Thì nó sẽ rất là thực tế. Thì đáp án thì các em điền lúc ấy các em điền là 443 nghìn đồng là đẹp. Đó Nhưng mà vì là không có nói gì Mà chúng ta đang chơi theo luật thì thôi Đáp án các em viết bốn cái ký tự đầu tiên Là 4425 Nhá 4425 Nhá. Thì sẽ được điểm tối đa Nhá để mình đã thống, thống, nhất luật ngay từ đầu rồi Còn đáp số của bài này Chuẩn Nó sẽ sấp xỉ là bốn bốn ba nghìn đồng Nếu mà làm tròn theo hàng nghìn đồng Sấp xỉ Làm tròn theo hàng nghìn đồng thực tế là người ta sẽ thanh toán 443 000 đồng là chuẩn nhất. Tại vì ở Việt Nam mình đơn vị 500 đồng cũng gần như là tiệt chủng rồi. Không ai đi thanh toán 442 000 xong bỏ thêm cái đồng 500 đồng cả. Được chưa? Nhưng mà thôi. Đó. Câu số 21 này. Một hòn đảo nằm ở trong một hồ nước. Biết rằng đường cong tạo nên hòn đảo được mô hình hóa vào hệ trục tọa đó ghi là một phần của đồ thị hàm số bậc 3 Fx tham khảo nhìn vẽ bên. Vị trí của điểm cực đại là 1 1. À, vị trí điểm cực đại là 1 1. Đây, 1 1 đây. Và cực tiểu là gốc tọa độ, o. và điểm cực tiểu là gốc tọa độ. O. Với đơn vị của hệ trục tọa độ là 100 m. Mặt đường chạy trên một đường thẳng có phương trình biết rồi. Người ta muốn làm một cây cầu có dạng một đoạn thẳng nối từ hòn đảo ra mặt đường. Độ dài ngắn nhất của cây cầu là bằng bao nhiêu mét? Đó. Tóm lại như này nhá. Chúng ta tập trung vào đây. Các bạn thấy là như này. Thứ nhất, là cái tư duy <laughs> Là các em phải xác định rõ một điều Là chúng ta hoàn toàn có thể xác định được phương trình của hàm số bậc 3 fx Đấy là cái đầu tiên Cái thứ hai là cái tư duy để giải là các em phải cố gắng để tìm ra một điểm trên đây Một điểm trên đây để sao cho cái này min Thì rõ ràng cái này min thì cái này phải vuông góc Tại vì nếu cái này không vuông góc, các em chỉ cần kẹo vuông góc là các em thấy nó nó còn nhỏ hơn Nên chắc chắn là cái yếu tố này nó phải, đầu tiên nó phải vuông góc Thứ hai là khi là các em đã hiểu vuông góc rồi Các em làm một thao tác là các em kéo dịch nó vào đây Các em kéo cái này vào Đến bao giờ nó tiếp xúc thì thôi Nó giống như này nhá Nó giống như này, đây là cái đường này Đây là đường đúng không Đây là mặt đường này Các em cầm cái mặt đường này Các em kéo dịch vào đây Đấy, các em cứ kéo dịch theo phương song song Đến bao giờ nó tiếp xúc Cứ kéo đi, kéo đến bao giờ nó tiếp xúc Nhưng đừng kéo quá, kéo đến bao giờ nó tiếp xúc thì thôi nó kéo đến lúc nó tiếp xúc đây nó tiếp xúc đây rồi thì mình không kéo nữa thì lúc đó mình để ý cái tiếp điểm, để ý tiếp điểm và từ cái tiếp điểm này mình kẻ đường vuông góc, vuông góc thì mình sẽ chứng minh được cái đoạn này là đoạn cái cây cầu cần xây như này là ngắn nhất. Có hai lý do. Lý do thứ nhất là khi mà kem xét vuông góc thì cái lý do thứ nhất là cái này nó phải vuông góc. Tại vì nếu nó không vuông góc thì kem chỉ cần kẻ vuông góc thì nó sẽ nó sẽ ngắn hơn. Thứ hai khi mà kem đã tiếp đã tiếp xúc như thế rồi thì khi kem kẻ vuông góc đây thì nó sẽ lớn hơn cái đoạn này. Tức là cái đoạn kẻ vuông này, này. Cái đoạn mà kem kẻ vuông này Thì đã xa xa cho, cho đỡ nhìn nhá Nó nhìn nó dễ nhìn Nó sẽ lớn hơn cái độ giai đoạn này Với độ giai đoạn này thì bằng độ giai đoạn này Đúng không? Đó, thế nên cái khoảng cách mình nhất nhỏ nhất chính là khoảng cách này, này. Được chưa? Ok nhá Thì đây, thầy giả sử cái điểm Tiếp xúc này gọi là T Là tiếp điểm Và điểm này là điểm H thì các em cần tính độ dài TH. Đó, đây là đây là min. Đó, và bây giờ các em đi tính độ dài TH là xong. Nó tính độ dài TH là xong. Đấy, yếu tố bài toán là bây giờ các em tính độ dài TH là xong. Rồi, thế thì bây giờ bước một là các em xác định được cái phương trình của FX. Các em thấy đây là một này. Đây là một này. Và nó đi qua 0 0. Các em gọi FX của chúng ta có dạng AX mũ 3 cộng BX bình phương cộng CX cộng D. Các em có F phải X bằng gì? 3AX bình phương cộng 2BX cộng C. Và để tìm hàm số FX các em cứ nằm theo đúng 4 cái thông số để bài cho. F1 bằng, bằng 1 này. F phải tại 1 bằng 0 này. F0 bằng 0 này. F phải tại 0 bằng 0. F0 bằng 0 thì D bằng 0. F phải 0 bằng 0 thì C bằng 0. Như vậy D và C bằng 0 mất rồi từ hai cái điều này mình có ngay được hàm số fx đó chỉ cần hai điều này thôi mình có được fx của chúng ta nó là ax mũ 3 cộng với bx bình phương nó còn phụ thuộc vào hai cái tham số a và b đến f 1 thì mình có được a cộng b bằng một và f phẩy tại 1 thì mình có được 3 a cộng 2 b được chưa ok bằng 0 đương nhiên lúc này em sẽ tìm được nốt đó. A bằng âm 2 B bằng 3 Được chưa? Nên chắc chắn rồi Các bạn xác định được cái Fx của chúng ta Bằng âm 2x mũ 3 Cộng 3x bình phương Đó Thì các em xác định hàm Fx nhá Đây, ừ. Đây là cái đầu tiên Đây là cái đầu tiên Đấy, cái đầu tiên là các em xác định hàm Fx Ok, xong hàm Fx rồi Thì thứ hai nữa là các em xác định được có hoành độ của T Cái tiếp tuyến này là đường thẳng delta đi Cái đường thẳng delta này có hệ số góc bằng âm 3,36 Nên cái hoành độ giao điểm là x0 này, là nghĩa xt này Gọi xt nhá xt này, nó là nghiệm của phương trình Hoành độ giao điểm là nghiệm phương trình đó là f X bằng bằng k được chưa thì cái này tương đương với điều gì âm 6x bình phương cộng với 6x thì bằng âm 3,36 rồi ok nhá thì bây giờ các em giải phương trình này ra để xem xem nghiệm của nó ra làm sao menu 922 âm 6x bình phương cộng 6x cộng 3,36 bằng 0 các em ra được nghiệm đầu tiên là 1,4 nghiệm thứ hai là âm mình không quan tâm đến nghiệm âm tại vì cái giá trị này nó lớn 1 nhá. Tương đương với là x bằng 1,4 Để cho rõ xt lớn 1. Mình xét x lớn 1 thôi, xt lớn 1 rõ ràng. Với cái hình vẽ này là x lớn 1. Vậy t có hoành độ là 1,4 thì tung độ là gì? Muốn biết tung độ là gì, mình sẽ nhập vào đây là -2x mũ 3 cộng 3x bình phương. Xong kèm bằng can này, 1,4 này. Nó là bằng bao nhiêu đây? 0,392 Vậy thì cái cây cầu này có khoảng cách Tức là cái min của chúng ta Cái khoảng cách D-min D-min bằng gì? D-min Nó bằng khoảng cách từ điểm T Cho đến cái đường thẳng Đường thẳng này gọi đường là D đi D Nhá Thôi đường thẳng này gọi là đường thẳng Đường thẳng uh, L Là đường mặt đường nhá. Yeah. Thì nó bằng gì? Nào. Bằng gì đây cả lớp? Đây là chuyển vế là âm 3,36 nhân với x, x là 1,4. Trừ đi y là 0,392 cộng với 10. Mẫu thức của chúng ta là gì đây? Căn của âm 3,36 bình phương cộng với âm 1 bình phương thế thôi chuyển với đội dấu xong rồi tính ra thôi là kem ra là demin nhá tất nhiên em phải nhân trị rồi đây nhá phải có trị rồi âm ba phẩy nhân với một trăm bốn chưa chưa tầm đâu đó đây các em nhớ là một Đơn vị của hệ trục thì có độ dài là 100 m thì các em nhân lên 100 là các em ra được số mét Rồi. Con số này đâu đó là xấp xỉ 1,39 888. Vậy cây cầu có chiều dài min 100 nhân với D Nha, 139,88 <laughs> 139,88 Vậy thì các em chọn là 139,88 Bạn nào mà làm như thế này các em tự động cộng 0,5 nhé còn đáp số để mà máy nó tính cho bảng xã chuẩn thì các em viết đúng 4 ký tự 139, phẩy. Các em cứ điền 4 ký tự vào. Còn đây là theo cái cách làm trong bài kiểm tra này nhá. Còn bình thường nếu mà đi thi người ta sẽ bảo là làm tròn đến chữ số hơn phân thứ mấy này lọ Nhưng mà các bạn cứ hiểu cho thầy nè. Nếu như các em tính được tám thì đây cũng là mục đích của bài toán. Nó đơn vị là mét. Còn cái quy tắc để mình điền vào để máy tính có thể chấm được ấy thì mình đã thống nhất là cứ điền bốn ký tự đầu tiên tại vì thầy không muốn là cứ phải học sinh làm xong rồi lại yêu cầu học sinh làm tròn đến chữ tơ vân thứ mấy thứ này thế kia thì các em cứ điền bốn ký tự đầu tiên nếu không đủ bốn ký tự các em điền đủ điền hai ký tự cũng được điền một ký tự cũng được nhưng nếu mà có quá bốn ký tự các em cứ điền bốn ký tự đầu tiên mình đã có quy tắc như vậy thì mình cứ theo thế mà mình làm thì các em cứ điền bốn ký tự đầu tiên nha đấy là cái luật chơi của chúng ta rồi còn nếu như mà các em tính điểm thực tế mà các em cũng ra con số này nghe này nhưng mà chẳng qua là vì các em điền một ba chín không được cộng điểm thì tí nữa khi mà thầy thầy kem nhận được điểm bao nhiêu, kem tự động cộng cho mình 0 bảy thì sẽ ra điểm thật của kem. tại vì mục tiêu của một bài toán không phải là việc là kem điền đúng hay sai mà kem làm đúng con số kết quả. và nếu mà kem điền ra này thì coi như kem làm đúng. nhá. con làm ra một ba còn nếu mà kem ra 1 3988 ba chín em thì kem không tính đâu, không tính. kem bắt buộc phải ra một trăm ba chín tám hoặc kem cái tưởng tượng nó sấp xỉ tầm một bốn mươi mà kem làm như vậy, mà kem ra con số sấp xỉ một bốn mươi thì kem cũng được cộng điểm tối đa. đấy là cộng điểm theo cộng điểm theo theo không phải là, trên 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 tinh thần thôi, cộng điểm tinh thần thôi chứ không phải cộng điểm danh nghĩa. Còn điểm danh nghĩa của các em thì vẫn bị trừ. Nhưng mà nếu các em cứ tự cộng cho mình đi nhá, để lấy cái tinh thần, lấy cái động lực nhá. Nào, một nhóm nhạc có 3 thành viên, gồm có bạn Đức là trưởng nhóm này, các bạn nhìn thấy gương mặt trưởng nhóm nó uy nghi oai vệ này này. Và hai phó nhóm thì đương nhiên núp về phía sau, được chưa? Hai phó nhóm này thì trông hơi giống với thầy Ngọc Anh với thầy Phong đúng không? Đó, còn bạn Đức thì là đương nhiên là đẹp trai nhất đây rồi. Biết rằng là nhóm sẽ tan rã nếu như bạn Đức rời khỏi nhóm hoặc là cả hai cả hai bạn phó nhóm này rời nhóm. Được chưa? Đơ rời nhóm thì đương nhiên nhóm tan rã rồi còn đâu nữa. Còn nếu mà giả sử mà bạn Ngọc Anh bạn rời nhóm thì vẫn còn hai người vẫn chiến được hoặc là bạn Phong này bạn rời nhóm thì vẫn còn hai người chiến được. Còn nếu mà cả hai người này rời nhóm thì thôi đành phải ra solo thì cũng còn gọi gì nhóm nhạc nữa. Nhóm nhạc thì không bao giờ có chuyện là có một người được chưa à, nhóm nhạc thì phải tối thiểu là phải tầm 2 chứ nhóm nhạc một mình ông Đức ra cũng đập nhóm nhạc thì làm sao được thì gọi là ca sĩ gọi là ca sĩ đấy gọi là ca sĩ um, ca sĩ độc lập rồi chứ không còn là nhóm nữa Đó. còn tất nhiên nếu mà ông Đức mà ông đi được thì mất người hát chính rồi thì còn mỗi hai ông này là hai ông đàn mấy cái guitar thì mất người hát chính thì cũng không thể thành lập nhóm nhạc được bắt buộc phải có một ít một người hát được được chưa thì bây giờ nhá xác suất để bạn Đức rời nhóm là không phải một nhóm phó phó nhóm thứ nhất rời nhóm là 0,3 và phó nhóm thứ hai rời nhóm là 0,25. Tìm xác suất để nhóm tan rã. Biết rằng là quyết định rời nhóm của các, thành, của các thành viên là độc lập nhau. Thì bài này các em dùng cái quy tắc cộng và quy tắc nhân xác suất thôi. Thì cũng không quá khó đâu, bình thường thôi. Gọi A là biến cố Đức rời nhóm. Thì theo đề bài, xác suất của biến cố A để Đức rời nhóm là 0,1 và B là biến cố Uh, cả hai phó nhóm rồi nhóm. Thì cái xác suất của biến cố B là gì cả lớp? Phó nhóm thứ nhất rồi nhóm là 0,3, phó nhóm thứ hai rồi nhóm là 0,25 đúng không? Các em lấy các em lấy 0,3 nhân với 0,25. Thì các em có con số này là bằng 0,075. Rồi bây giờ các em đang có hai cái biến cố nó sẽ tác động đến quyết định rời nhóm. À quát quyết định là nhóm có tan rã hay không. Nhóm này sẽ tan rã nếu như là biến cố A hoặc biến cố B xảy ra. Như vậy biến cố nhóm tan rã là biến cố gì? Cần tính cái gì? Nếu như Đức rời nhóm là nhóm tan rã. Hoặc nếu như cả hai phó nhóm đều rời nhóm thì nhóm tan rã. Như vậy cần tính cái biến cố, xác suất của biến cố gì? Đó là A hợp hợp B. Nghĩa là ít nhất một trong hai trường xảy ra là nhóm tan rã đúng không? Để cho đức rời nhóm tan rã hoặc là cả hai phó nhóm rời nhóm tan rã. Vậy để tính biến cố P của A hợp B, các em dùng quy tắc cộng xác suất. Quy tắc cộng xác suất là gì? Ta có này. P của A hợp B bằng gì? Nào, bằng PA cộng với PB trừ đi P của A nhân B. A giao B đấy các em. Thì đây là các quyết định độc lập nhau nên P của A bằng gì? PA 0,1, PB bằng 0,075 và AB là hai biến cố độc lập. Thế các quyết định rời nhóm của các thành viên là độc lập nhau mà. Đó, ông kia rời nhóm hay không chả ảnh hưởng đến cái xác suất của ông này rời nhóm cả. Nên nó trừ đi PA nhân PB. Và kem ra con số thôi. Nó rất đơn giản. Không có gì khó khăn cả nhá. Được chưa? Con số nó rơi vào đâu đó là bằng năm Vậy đáp số bài toán này nó sẽ có xác suất là 16,75% là nhóm tan đã. Và nếu mà các em điền thì các em điền theo luật chơi của bài này là 0,16, còn đáp số là 0,1675. Được chưa? Nhá, ok. Bài toán đã giải quyết.